Trường học tiếng Nhật bình thường, tao không thể tha thứ được. Tôi là giám đốc của trung tâm này. Bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn bằng tiếng Nhật. 今日は何で来ましたか? 今日は電車で来ました. Tôi phải nói rằng tiếng Nhật của em thực sự có vấn đề về phát âm. Rất tiếc tôi không thể nhận em được. Thế sao phát âm tiếng Nhật của mình lại kém và sao tệ như thế này? Nó bao nhiêu tiền thì nó học rồi mà nó dạy cho mình sai. YouTube, Nihongo no Mori. Ai đây? Ai? Jin Park. Thầy, thầy có phải là thầy giáo của Nihongo no Mori không? Xin thầy hãy dạy tiếng Nhật nhé. Mày là thằng nào? Mày đây làm gì thằng chó kia? Mày dám đến tận đây cả? Tao so để xem tiếng Nhật của tao này. Irasaimase. Chigai desu. Không phải là Irasaimase mà là Irasaimase. 正解です。いらっしゃいませ。正解です。Hắn thật là kém cỏi. Ta đây sẽ không như thế đâu. Hãy xem tiếng Nhật của ta đây. Một lũ ngốc. Với kinh nghiệm dạy tiếng Nhật 10 năm của tao thì không có chuyện phát âm sai như thế đâu. Đổi sân đâu đấy. Có nhận ra chị là ai không?
Đói quá. Nhưng mà ăn gì đã? Gió gì đã? À, mày chỉ luyện ba chữ xa xíu xô thì đúng không? Trường này sẽ tốt hơn đấy. Mình phải đi xử lý các trường khác thôi. Hahahaha.